Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ra thế khủng của Trương Mỹ Lan, người phụ nữ nắm quyền lực ngầm làm điều tra viên phải xanh mặt. Bà Trương Mỹ Lan tên ban đầu là Trương Muội. Bà Trương lấy tên Trương Lót, chữ Mỹ cho trùng với gia tộc Lê Trương của ông Lê Thanh Hải. Nhiều người cho rằng bà Trương Mỹ Lan và ông Lê Thanh Hải là một sự kết hợp giữa kinh tế và chính trị để thâu tóm đất vàng và tham nhũng chính sách ở đây. Đấy là mặt nổi, còn mặt ẩn phía sau bà Lan là cả một cánh tay quyền lực chính trị rất mạnh hỗ trợ cho nhóm lợi ích này. Bà Trương Mỹ Lan vốn là người Trung Quốc thế hệ thứ tư, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Gia đình bà có bề dày lịch sử hơn 100 năm tại Việt Nam. Vào thời nhà Thanh, tổ tiên của Trương Mỹ Lan đã di từ Sán Đầu đến Sài Gòn. Đây là hình ảnh vợ chồng bà Trương Mỹ Lan. Vùng phụ cận Sài Gòn là một trong ba chợ gạo lớn nhất thế giới. Công việc làm ăn của gia đình họ Trương ngày càng phát đạt. Chồng của Trương Mỹ Lan là Chu Ly, hay còn gọi là Chu Nạp Khê, Eric sống ở Hồng Kông. Chu Ly đã từng dừng việc học sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở Hồng Kông vào những năm 1990. Rồi sau đó ông đã đến Đông Âu và Châu Phi và cuối cùng đã sang Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Bà Trương Mỹ Lan và chồng gặp nhau vào những năm 1980. Julie, người chịu trách nhiệm kinh doanh của một thương hiệu bia Đức tại Hồng Kông, được một công ty Đức cử sang Việt Nam để mở mang thị trường ở đây. Sau khi ông Julie gặp bà Trương Mỹ Lan, công việc kinh doanh của họ lên xuống thất thường. Vào năm 1991, Trương Mỹ Lan thành lập doanh nghiệp tư nhân Vạn Thịnh Phát và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Và năm sau, công ty được chuyển đổi thành Vạn Thịnh Phát. Ban đầu họ chủ yếu buôn bán, sau đó là kinh doanh nhà hàng, khách sạn và cuối cùng thì mở rộng sang phát triển bất động sản. Một số nhà hàng cao cấp nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh do hai vợ chồng bà thành lập mà nên. Vợ chồng bà Trương Mỹ Lan đã cho xây dựng khách sạn Windsor, khách sạn cao cấp nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đó, vào năm 2004. Khách sạn được đánh giá là khách sạn 5 sao vào năm 2006. Và được chính phủ Việt Nam xác định là nơi tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2006. Julie đã áp dụng các nguồn lực tích lũy trong quá trình mở rộng kinh doanh bia Đức và hoạt động của khách sạn. Từ năm 2005, khách sạn Windsor đã tổ chức lễ hội Oktoberfest ở Đức. Sự kiện này đã trở nên phổ biến. Đây là hình ảnh một làm ăn kinh tế, một người hỗ trợ chính trị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vạn Thịnh Phát thâu tóm rất nhiều miếng đất vàng. Hầu hết những miếng đất đó được sự hỗ trợ từ ông cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan khá kín tiếng. Nó có nguyên nhân từ việc bà làm ăn với đối tác từ Trung Quốc nhiều hơn là làm ăn với các đối tác ở Việt Nam. Vì thế nên tên tuổi của đại gia đình họ Trương không ổn nào như những đại gia đình khác. Vấn đề bà Lan làm ăn với những ai, nguồn gốc như thế nào, người ta rất ít biết. Chỉ biết là quyền lực của bà Trương quá lớn. Cuối năm 2014, ông Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam lúc đó là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ bị lộ vì đã nhận hối lộ tới 1 triệu USD từ bà Trương Mỹ Lan. Thì sau đó ông Ngọ đã phải nhắm mắt vĩnh viễn. Với kết quả này, giới điều tra lúc đó cũng xanh mặt, không dám điều tra bà Trương Mỹ Lan và vụ án đã chìm xuống. Đây là hình ảnh ông tướng Phạm Quý Ngọ đã phải chết vì bị bại lộ việc nhận 1 triệu đô la từ Trương Mỹ Lan. Theo thông tin ghi nhận được, cảnh sát điều tra của Bộ Công an ngày đó đã điều tra vụ hối lộ của bà, giờ đây không còn ai nữa. Vì thế, nhóm mới lên làm mới nhận nhiệm vụ điều tra bà Trương Mỹ Lan. Không biết quyền lực ngầm của bà Trương Mỹ Lan hiện nay còn đáng sợ như trước đây 8 năm hay không? Nếu giả sử xử như bà không còn quyền lực như cũ, thì với hai cái chết chưa đầy 4 ngày cũng đủ thấy bà Trương Mỹ Lan có thứ quyền lực thật đáng sợ cỡ nào. Trước đây đến Thứ trưởng Bộ Công an cấp tướng của Việt Nam cũng còn xanh cỏ, thế riêng cái uy đó bà cũng khiến nhiều người phải e ngại. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bí hiểm nhân vật Trương Mỹ Lan. Lại một người nữa nhắm mắt bí ẩn, đã ba người và ai nữa đây? Liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, khi bị bắt có hai người đã bỏ mạng vì có dính đến cuộc điều tra đang nhắm vào bà.
người đầu tiên bị mất mạng làm cho xã hội ít chú ý đó là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam dưới thời ông Trần Đại Quang làm Bộ trưởng. Cái chết của ông Phạm Quý Ngọ chỉ là sau khi bà Trương Mỹ Lan bị đưa ra ánh sáng vụ hối lộ tới 1 triệu USD. Đó là giai đoạn những năm 2014. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Người thứ nhì là ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt. Đột ngột qua đời vào tối ngày 6 tháng 10. Ông Nguyễn Tiến Thành mới sinh năm 1973, còn khá trẻ, quê Hải Dương, sống tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thành đồng thời cũng là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là cái chết rất bất thường mà Thời báo.de đã thông tin với bạn đọc trước đó. Và mới đây, một bị can cùng bị bắt tạm giam với bà Trương Mỹ Lan cũng đã đột tử một cách bí ẩn sau khi bị bắt tạm giam 2 ngày. Bà Nguyễn Phương Hồng có 39 tuổi, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được gia đình thông báo chết hôm 10 tháng 10. Tờ báo Pháp Luật Online loan tin trong vòng 10 tháng 10 là thời điểm gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại khu nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức. Theo cáo phó của gia đình, bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút vào ngày 9 tháng 10 năm 2022, nhưng không nêu lý do vì họ đang muốn giấu điều gì đó. Được biết vào ngày 8 tháng 10, Cổng Thông tin Bộ Công an có đăng rằng vào ngày 7 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 3 bị can, trong đó có bà Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu, trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian giai đoạn 2018-2019. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hồng đã qua đời một cách bí ẩn. Điểm đáng chú ý là sau 2 giờ, khi tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và tờ Việt Nam Net loan tin về cái chết của bà Phương Hồng, thì bài viết trên tờ báo này đã không còn nữa. Như vậy, đến giờ đã có đến 3 cái chết liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát. Những cái chết này rất kịp, lúc thì có lẽ cắt mạch điều tra của Bộ Công an nhắm vào bà Lan và Vạn Thịnh Phát. Nó hết sức bí ẩn. Bà Trương Mỹ Lan có chồng là doanh nhân về Hồng Kông, và người ta nghi ngờ ông này thông qua vợ điều hành đế chế kinh tài Vạn Thịnh Phát tại Việt Nam. Và xa nữa, người dường như được cho là ủng hộ Vạn Thịnh Phát là ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có mối quan hệ khó hiểu với chủ mật vụ Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang. Trong mối quan hệ quyền tiền giữa Lê Thanh Hải và Trương Mỹ Lan thì đằng sau có bàn tay chính trị phương Bắc. Thọc vào đến hôm nay đã có đến 3 cái chết liên quan đến bà trùm một thời ở Sài Gòn. Nếu một người chết, người ta cho là ngẫu nhiên. Nếu hai người chết kịp cùng lúc, người ta phải nghi ngờ. Và giờ đã có đến 3 cái chết thì nhiều người không còn nghi ngờ gì nữa mà chuyển qua khẳng định. Đây là vụ án kinh tế nhưng có dính dáng đến chính trị rất kinh khủng. Đây là hình ảnh. Trước đó, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt đã đột ngột qua đời vào ngày 6 tháng 10. Chuyện hạ độc nhân chứng bịt đầu mối người dân không lạ gì với những phim có tích lịch sử của Trung Hoa. Và hiện giờ dường như nó không phải là chuyện phim nữa mà là sự thật đang trước mắt diễn ra ngay tại Sài Gòn. Vụ án này chỉ mới bắt đầu, nếu không kể cái chết từ 8 năm trước của ông Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, thì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây đã có đến 2 người phải bỏ mạng. Vụ án này có liên quan đến chính trị nên không biết bao nhiêu người nữa sẽ phải tiếp tục bỏ mạng đây.